thuyết Jumong là một trong những bộ phim truyền hình đình đám của Hàn Quốc từng được nhiều khán giả trên khắp châu Á yêu thích và quan tâm. Bộ phim đã giúp dàn diễn viên trong phim ngày càng trở nên nổi tiếng và sau 16 năm kể từ khi phát sóng, các dàn diễn viên này đều gặt hái được nhiều thành công nhưng cuộc sống của họ lại có nhiều sự thay đổi khác biệt. Vậy cuộc sống hiện tại của họ ra sao? Hãy cùng blog giải trí giải đáp thắc mắc trong video sau đây nhé! Một, nam diễn viên Song Mi-guk. Trong phim truyền thuyết Jumong, Song Mi-guk đảm nhận vai chính Jumong. Ban đầu là một hoàng tử tài trí đầy bản lĩnh, sau là một vị hoàng đế sáng suốt. Jumong được xem là vai diễn thành công nhất trong sự nghiệp của nam diễn viên Song Mi-guk. Bên cạnh đó, anh còn đem về nhiều giải thưởng danh giá như nam diễn viên chính xuất sắc tại lễ trao giải Baesang 2006 và hai giải Daesang cùng diễn viên xuất sắc tại MBC Drama Award 2006. Sau đó, nam tài tử góp mặt trong hàng loạt phim truyền hình ăn khách như Kẻ môi giới chiến tranh, Vương quốc của gió, Sát thủ hào hoa. Tuy nhiên, khả năng diễn xuất của nam diễn viên với những bộ phim này chỉ nằm ở mức tạm ổn nên không tạo được tiếng vang như truyền thuyết Jumong. Năm 2008, Song Mi-guk kết hôn với người vợ làm thẩm phán. Năm 2012, cặp đôi vui mừng chào đón ba quý tử Dae-han, Min-guk, Man-se ra đời. Năm 2014, nam diễn viên cùng ba cậu con trai tham gia chương trình Siêu Nhân Trở Lại và tạo nên cơn sốt toàn châu Á. Như cách nuôi dạy và chăm sóc con khéo léo, anh được mệnh danh là ông bố quốc dân và trở thành hình mẫu người chồng lý tưởng của nhiều cô gái. Hiện tại, anh cùng gia đình đang sinh sống tại Pháp và rất hiếm khi thấy nam diễn viên tham gia các hoạt động giải trí. Hai, nữ diễn viên Han Hye-jin. Han Hye-jin vào vai So Seon-ho, một tiểu thư quý tộc, xinh đẹp, thông minh, đầy can đảm, luôn giúp đỡ và sau này trở thành vương hậu của Jumong. Nhờ vai diễn này mà nữ diễn viên đã mang về giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc tại MBC Drama Award 2006. Sau bộ phim truyền thuyết Jumong, Han Hye-jin là một trong những cái tên nổi tiếng và được săn đón của làng giải trí xứ Hàn. Mặc dù ngay sau đó cô không có tác phẩm nào thành công vang dội như vậy, nhưng tên tuổi của Han Hye-jin vẫn luôn được xếp vào hàng ngôi sao hạng A của Hàn Quốc. Tháng 5 năm 2020, nữ diễn viên tham gia phim ngắn của đài TVN và nhận được nhiều lời khen về diễn xuất. Năm 2013, Han Hye-jin kết hôn với cầu thủ bóng đá Ki Sung-yong, kém cô 8 tuổi. Chuyện tình của cặp đôi từng nhận được rất nhiều sự chú ý của khán giả. Năm 2015, nữ diễn viên hạ sinh con gái đầu lòng. Và kể từ đó đến nay, Han Hye-jin vẫn thường xuyên xuất hiện với những hình ảnh hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Cô thường chụp những bức ảnh ngọt ngào bên chồng trẻ và vui vẻ đưa con đi cổ vũ khi anh thi đấu. 3. Nữ diễn viên Song Ji-hyo. Song Ji-hyo trong phim truyền thuyết Jumong đảm nhận là vai Jae-sona, nữ phi tần đầu tiên của Jumong, một người luôn dành tình yêu đơn phương cho nam chính trong đau khổ. Tuy chỉ là một vai diễn phụ không xuất hiện nhiều trong phim, nhưng Song Ji-hyo đã chiếm trọn được tình cảm của khán giả nhờ vào vẻ đẹp ngọt ngào cùng khả năng diễn xuất linh hoạt, thể hiện một cách trọn vẹn với vai diễn tiểu thư danh giá, giàu đức hy sinh. Nối tiếp sau thành công của bộ phim truyền thuyết Jumong, Song Ji-hyo góp mặt trong phim điện ảnh Song Hoa Điếm và đây cũng là bộ phim giúp cô nhận được nhiều hạng mục đề cử tại các lễ trao giải uy tín của điện ảnh Hàn Quốc. Năm 2010, Song Ji-hyo trở nên nổi tiếng khắp châu Á khi tham gia vào dàn cast chính của chương trình thực tế Running Man. Kể từ đó, nữ diễn viên còn được mệnh danh là nữ hoàng show thực tế. Năm 2020, mỹ nhân họ Song tái xuất màn ảnh rộng qua bộ phim Kẻ Xâm Nhập. Chính nhờ nhan sắc xinh đẹp cùng khả năng diễn xuất tài ba của nữ diễn viên đã tạo nên thành công lớn với doanh thu phòng vé khủng. Tính đến thời điểm hiện tại, dù đã bước qua độ tuổi 40, nhưng Song Ji-hyo vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân cho mình. Nữ diễn viên từng chia sẻ, cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại cùng bên chủ cún cưng của mình. 4. Nam diễn viên Kim Seong-soo. Mặc dù đảm nhận vai phản diện Dae-so vô cùng độc ác, nham hiểm nhưng Kim Seong-soo đã thể hiện thành công vai diễn mưu mô, sắc lạnh nhưng bi thương vì thất bại sau nửa đời tranh đấu. Bộ phim đã mang về cho nam diễn viên giải thưởng diễn viên xuất sắc tại MBC Drama Award 2006. Tuy nhiên, sự nghiệp diễn xuất của Kim Seong-soo vẫn khá lận đận và mãi không thể vươn lên trở thành tài tử hạng A của làng giải trí Hàn.
Trong suốt hơn 20 năm, Kim Seung-soo đã tham gia khá nhiều bộ phim nhưng chủ yếu đảm nhận những vai phản diện là chính. Năm 2016, anh góp mặt trong bộ phim đình đám Mây Họa Ánh Trăng. Năm 2017, nam diễn viên tham gia tác phẩm Yêu Lại Từ Đầu và giành được giải thưởng diễn viên nam xuất sắc tại KBS Drama Award 2017. Và hiện tại, Kim Seung-soo vẫn đang độc thân và miệt mài hăng say với sự nghiệp diễn xuất của mình. Qua video này, các bạn có thể thấy rằng sau 16 năm kể từ khi Truyền Thuyết Chú Mông lên sóng, các dàn diễn viên hiện tại đã có nhiều sự thay đổi trong cuộc sống của mình. Nếu như nam nữ chính đều đã viên mãn bên gia đình, thì dàn cát phụ vẫn lẻ loi một mình. Và đa phần các ngôi sao đều đã hạn chế và ít xuất hiện trong các hoạt động giải trí. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên đăng ký, nhấn chuông, like và share để nhận thêm nhiều video mới nhất từ kênh Vlog Giải Trí nhé!